Lại còn cay kiểu gì được. Úi dồi. Cái game này có gì là bất khả thi đâu. Tôi nghĩ nội dung trong game này 70-80% là giải quyết bằng tiền mặt. Really? Mình còn không lộ. Kẻ ăn con thì quá nhờ. Giờ lộ ra hẹo đấy. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Ôi lùi. Thằng nào ấy nó cũng lùi vào trong à. Úi giời. TD, TD, TD văn đề, TD văn đề. Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à. Được phết nhá. Đấy đấy này đấy này đấy này. Bên đồi đánh nhanh lên cái. Có lộ gần hết rồi mà cái đồi vẫn chưa giải quyết xong. Anh em ơi, cho tôi một cái tín hiệu vũ trụ đi. Ôi à, vẩy nhanh đấy, vẩy nhanh đấy, vẩy nhanh đấy. Có đứa vào chiếm nhá. LT, LT, LT chiếm. Nhanh tí nữa hoặc là nạp nhanh thêm tí nữa là xong rồi. Bắt bắt bắt. Thôi chạy rồi. Cái đồi đánh lâu quá. Có hai con trên đấy thôi mà lâu. Phải bắn nhanh tí nữa là đi rồi. Mình sợ con Skoda nó quay lại bắn mình nhá. Hay. Nào reset nào. Kịp kịp kịp, 1 phút kịp kịp, yên tâm. Mình đứng ở đây rồi, 1 phút hay là 30 giây đều kịp hết. Yên tâm đấy. Đầu tiên là con hàng này. Mình còn nhiều máu lắm, ra thôi. Ok, kiểu gì nó cũng còn 1 hoặc là hết đạn. Ở đấy bắn anh em. Xong rồi đấy, của anh em hết. Đi đâm hút con RSM luôn thôi. Cho nó sử dụng khẩu phá to, nổ thùng đạn thì mới ra mình mới hẹo. Cháy nữa, quên. Yes.
Himmelsdorf 5.000 sát thương, chưa đầy 5 phút, chính xác là 4 phút 59 giây. Anh em chọn vị trí ở được. Ngoài ra thì cũng phải có chút may mắn. Có chút may mắn như là kẻ địch đi vào đúng cái chỗ chúng ta đang ke này. Đấy. Và đạn thì bay nét này. Đó. Wow, 1.505. Nhưng mà không phải tối đa. Oh yeah. Cái cây này rơi xuống đất chìm nghỉm luôn. Kem. Hai LC chồng xài nhau. Một ông Ramit là ngon này, một ông cắm đây là chuẩn rồi, một ông Ramit này. Robin này. Cắm thế này. Ui dồi ôi, đâm nhau có chạy được không? Đâm nhau xong có chạy được không? Chạy đi. Ôi xong đổi mạng cho nhau, đổi mạng cho nhau là chính. Thôi bỏ ra. Rồi bắt này. Bỏ đi, bắn viên tiếp theo thì cũng chưa chắc đã trúng. Phí. Bên địch chiếm được mid rồi. Ông HWK này biết chơi này. Ông ấy thấy bên địch chiếm được cái đoạn mid cánh 1-2 cái là chạy ngay. Không chạy là hẹo. Tạm thời là bên địch vẫn còn LT-432 rank vàng nha anh em. Nó đi cùng với con Norin, khả năng cao ấy. Nó đang soi mid và Norin đứng ở đây này. Khi mà soi được ai đó là nó sẽ ra bắn. Chạy rồi, bắn được một viên thôi. Chạy ở bên trong. Ok, mình chuẩn bị yểm trợ cho cánh HT này. Mặc dù bắn xa nó cũng may rủi. Nhà méo mó có hơn không. À, HT quật lại chứ chẳng cần phải gánh. Chẳng cần phải yểm trợ. Quật lại rồi kìa. Ui, quật lại. Hay quá. Lỡ ngỡ gặp mấy ông LT chuẩn bị xông vào đây đi ăn pháo này. Nghi lắm này. Wow, cảm ơn bác Dương rất là nhiều. Donate mình qua Super Chat. Tập chơi MT nên nhánh nào á? À, thường thì mình vẫn đề xuất cho anh em 3 quốc gia. Liên Xô, Mỹ, Đức. Thì trong 3 quốc gia này sẽ có một vài con MT khá là ok. Ví dụ như Liên Xô thì mình có thể đề xuất bố 30U. Ủa, từ chưa thắng được. 30U là 40. Đấy. Đức thì mình cũng không đề xuất con NM, thì đề xuất con Leo 1. Còn Mỹ thì mỗi con M48 hết. Thì đấy, lên được thì lên thôi. Nghe, sắp tới M48 được tăng thông số đấy anh em. Sắp tới được tăng thông số rồi. Đó, tôi biết mà. Kiểu gì mấy con LT này chả nhăm nhe và ăn pháo. Đây, mình đứng đây mình trực này. Nào. Đó, phải chạy đấy. Anh em có thể thử sức với một vài quốc gia khác cũng được. Bất ngờ chưa? À, một vài quốc gia khác nhưng mà nó theo cái diện một là ăn hành toàn tập, hai là cơ chế nó hơi rắc rối và anh em phải làm quen nhiều. Nên mình cũng không có đề xuất. Anh em cứ làm quen với game trước đi rồi chơi mấy con đặc biệt.
Nhẹ nhàng 800. Ý gì? Ồ, LT432 chạy đâu rồi nhở? À, về thủ rồi. Chắc là thấy đội thua là về thủ rồi. Công vào nó hơi khó đây này. Vấn đề là chúng nó về thủ rồi. Kiểu gì cũng một vài đứa đứng ở bụi này. Mình đã bắn trượt rồi, mày còn bắn trượt hơn. Ok, đấy đấy, bạn xả đấy. Biết nữa. Thanh niên tính nạp viên đạn thứ hai để bắn mình đấy. Nhưng mà quá dở. Xong là bị mình dở cho bắn viên đạn cuối cùng. Ok. Vậy là LT32 ở bên kia. Nhanh em không Udet đi. Udet bị nó bắn ghê quá. Bạn đâm nhầm người rồi. Mình mang đồ học kỹ năng rồi. Bạn đâm mình thì bạn chỉ có thiệt thôi. Yes. Mình snap đẹp như thế ở này. Đấy đúng rồi, con Udet. Thôi nạp đạn, không ham hố. Nạp đạn đây. Kìa. Tôi soi như thế rồi không ai bắn à? Đây tôi soi thêm lần nữa này. Bắn đi, rồi. Đúng rồi, bắn thêm nữa. Ăn chưa? Rồi ok. Trong lúc nạp đạn thì đi soi phơ thêm địch. Nào, còn ai nữa chạy qua không? Xin tí. Này, tôi hy vọng là HT về nó chưa vào thành phố nhanh nhá. Nó vào thành phố là bắn tạt sườn ra chỗ mình ấy. Chưa có HT nào nổ đâu. Lúc nãy mình chạy qua đây. Lộ rồi. Ui, tưởng chưa lộ thì còn đứng yên tí. Nhưng mà qua cái bụi cây ấy lộ rồi. Hú hồn. Đấy. Chạy qua rồi kìa. Xong Green Day rồi. Hai con băng đạn nó ra nó xả cho. Chạy đi còn kịp. Xích. Anh em ơi. Ôi hay quá. Đấy, quả đấy tôi không xích lại thì có mà. Không xích thì có mà, cứ đi nê đi rồi. Từ nha. Con 268. Thế mà còn tạch. Khó sơi nhá. Câu giờ cho cánh bên kia nào. Thôi. Dù có mất máu thì tôi cũng phải chạy. Nghe chừng đám HT đánh thế này đi. Đấy, mấy ông HT này. Hai viên. GC, rồi GC, chưa chết, nhưng mà đi qua là chết này, Rồi, xích cũng được.
chậm lại nó tí. Nhưng mà quan trọng là bây giờ là đằng sau mình là không còn ai này. 268 cơ. Muốn ăn con 268 một băng cũng được. Ôi à, cái viên cuối phá xích viên thứ hai đẹp như vậy rồi. Tốt, tạo tiền đề cho E50M về đằng sau. Hay quá, cũng được, cũng được. Vậy cũng được. LC. Ủa mày nhớ. Ui nó bắn đạn nổ. Ui LC bị nó bắn đạn nổ không xuyên. Wow, hấp dẫn. Very good. Trận này tuy không bắn được nhiều nhưng mà hỗ trợ khá tốt. Đây rồi, hỗ trợ tiếp. Yes. 3k bắn, 3k hỗ trợ. Ôi, 3 trận đấu đều đứng top cơ. Nó lắm nó không chơi Bro 46. 1 2 3. Yes, 3 trận liên tục. À, con này mãi ngon, suốt từ 2018 đến giờ đấy. Mở ra thời kỳ cho marathon cày 10 stack. 10 giai đoạn. Sau này Warming cảm thấy 10 giai đoạn đấy không kiếm được tiền nữa, họ chuyển sang Marathon Battle Pass. Vì là thay đổi cái diện Marathon ấy, giao diện Marathon, nên Warming phải cho một cái con hàng nó ngon ngon một tí. Boom, chúng ta có Bro 46. Warming còn búp thêm cho nó bằng cách, anh em còn nhớ cái vụ mà nhánh ta hạng chung của Ý bị giảm thông số và không mang được thông lòng không? Thì con này nó tuân thủ theo cái nguyên tắc của Warming, không giảm thông số xe tăng vàng. Xe tăng thưởng thì bây giờ bị giảm ở đấy, nhưng mà xe tăng vàng thì vẫn được giữ, vẫn được giữ nguyên. Giảm ngầm thì tôi không nói. Thì Warming đã loại bỏ đi cái thông nòng trên con Bro 46 và họ tăng thông số thời gian nạp đạn là giảm xuống chứ mang thông nòng thường. Anh em nên cảm ơn đi. Nếu mà nó còn mang được thông nòng tím ấy, nó chỉ nạp khoảng 5, mấy giây một viên thôi. Quạt tím và thông nòng tím 5, mấy giây một viên 240. Thì anh em hiểu cái tình trạng này nó sẽ là gì không? Người chơi sẽ bắn từng viên một, từng viên một và dùng hai viên cuối cùng để kết liễu kẻ địch rất nhanh chóng. Sát thương trung bình mỗi phút rất cao. Giờ chúng ta được thêm một cái ô thiết bị thường, thông nòng thường. Thì chúng ta có thể mang hai bộ khác. Đấy, ví dụ như mình mang một bộ đi soi, một bộ thiên về ổn định nòng pháo và độc lập tác chiến. Vẫn không thể thiếu được cái nitro đâu. Nó linh hoạt cơ động để chọn vị trí. Bắn 57 trận 70% chiến thắng này. Damn.